cá sấu còn thiếu cái gì nữa con? Thiếu cái đuôi. Rồi, cái đuôi cá sấu đâu rồi? Tìm coi đuôi cá sấu đâu rồi. Cái đuôi cá sấu đó không? Con coi coi đuôi cá sấu đâu. Phần nào có đuôi cá sấu? Để mẹ nhìn thử coi. Mẹ cũng không thấy đâu nữa. Đuôi con cá sấu đâu rồi ta? Nào, gắn vô thử coi phải không? À, rồi. Con này là con gì nè? Mặt trời đâu con? Mặt trời đâu? Mặt trời đâu? Mẹ không biết, con đáp thử đi. Nó không khích, tức là không phải rồi đó. Còn hai chỗ, không được chỗ này thì con thử chỗ khác. Không khích rồi đúng không? Không khích rồi. Mẹ con thử bên đây thử coi.